hôm nay mình dọn dẹp nhà cửa, đồ nhiều lắm anh em, đồ nhiều để cho anh em lựa chọn lắm. Nói chung là đồ bữa nay là đồ xả, đồ nói chung là đồ xài được mà bán giá dê chay nha anh em. Rồi anh em xem video này tới cuối video đi, rồi mình sẽ quay hết tất cả để anh em xem, anh em tham khảo giá thì mềm lắm anh em. Mình anh em quay dọc cho anh em coi nè, đó ship anh em này, ship đi nè, đồ nè, đặt giặt nè, đó bên kia nữa nè, đó quân nhà rồi, lắc máy rồi. Đây đây quay tôi nè, chưa chưa hết anh em, còn quầy kho thôi. Nãy giờ mình dọn cũng 2 tiếng đồng hồ ra quầy kho, quá chờ mình để quá chờ quầy kho, còn chút xíu nữa mình ra kho mình quay nữa anh em xem ha. Giờ mình dọn ba cái đặt giặt rồi mình vô đây rồi review sơ để anh em xem ha, để mình review sơ xíu nè. Chứ thì quay vô này anh em coi nè, IC Diêm Lùng 99 với IC của thằng Quay Thái, mua bên sườn của Quay Thái rồi nha anh em. Rồi anh em nào xài alo mình nha, lát ở dưới số điện thoại á, ở dưới màn hình á, lát dưới màn hình á có số điện thoại á, anh em cứ vô đó anh em kết bạn Zalo alo cho mình, mình tư vấn anh em tận tình. Anh em đừng sợ gọi Zalo không tốn tiền đâu anh em. Nhiều khi anh em á, nhiều khi anh em vô đông quá, anh em đông quá một mình á, mình tiếp không có nổi. Nhiều khi 100 anh em, 200 anh em là chuyện bình thường nha anh em. Anh em có trả lời tin nhắn anh em chậm á, anh em thông cảm cho mình nha. Tại vì mình làm đây anh em cũng biết rồi. Một mình mà mình tiếp có thể 100-200 anh em là chuyện bình thường nha anh em. Mấy cái Boe 110 nè anh em. Boe 110 còn đẹp, này của Phu Chờ 1 nha anh em. Anh em nào xài bán rẻ ra cho ha. Còn mấy cái nè, hai cái đồng hồ nè. Mình cái những cái đồ này nè anh em, mấy cái đồ này nè anh em, mình bán hay là mình nhường lại cho những anh em nào cần thiết xài nha. Chẳng hạn như mấy cái đồng hồ này anh em bị hư á, anh em cần xài thì anh em cứ alo cho mình bán rẻ thôi. Cái này bán chừng 100.000 đổ lại à, không hơn đâu anh em. Bán để anh em nào anh em cần xài mình xài, còn anh em nào có thì coi video cho đỡ buồn thôi. Mùa dịch nha anh em. Quá trời luôn, mình dọn từ hồi trưa giờ luôn đó anh em. Mình dọn cho nhà cửa nó sạch sẽ, dịch quá. Còn mấy cái bình xăng nè anh em ơi, còn khu trời bình này ok lắm nha. Hôm qua anh em nào chốt cái bình này mà quên mất tiêu rồi, ngủ đêm tới sáng không nhớ luôn. Giờ anh em có coi là chốt lại bình này nha, Supreme đời 2012 nha. Mình bán bình này mình bán 700 nha anh em. Bình này mình bao anh em lên xe trái ga kim đốt viên dinh. Đây anh em thấy trái ga kim đó không? Mình thì có sao nói vậy anh em. Mình thì có sao nói vậy à, bình đẹp mình nói bình đẹp, bình xấu mình nói bình xấu à. Anh em mua được mua ủng hộ mình à, chứ không phải bình xấu à, nói bình đẹp này kia nọ, không có, không hề. Có sao nói vậy anh em mình không? Mất lòng trước tặng lòng sau nha anh em. Mà bình này mình nói là nguyên viên nguyên đẹp, chắc cú nó phải đẹp và nó không chạy đâu á anh em. Nè hình ảnh có nè, chấm sơn vàng còn zin nè. Bình này 22-23 gì nha anh em, đời cao á. Anh em nào xài inbox mình. Máy này không muốn được cái tủ á. Mình còn con số cục của đời 110 á anh em. Anh em nào xài inbox mình nha, mình bán 6,5 cũ nha. Đẹp mình bán 700-750 nha anh em. Mình máy cũ này mình vệ sinh lên nó đẹp lắm nha anh em. Nè quay cho anh em coi nè. Ấn phiếu à. Cụ đề cần số dò đạp đầy đủ hết luôn. Một lát mình sẽ quay cho anh em xem. Đây dò đạp đồ nè anh em.
vô đạp quê Thái 110 nè, anh em còn đâu cũng 5-6 cây á, với cành số, đây cốt bánh nè, cốt bánh trên, cốt bánh dưới, zin theo xe, đúng đời quê Thái 2000, anh em thấy là còn đẹp nha, không bể cạnh nha anh em, không, còn đây vò đạp, cốt vò đạp, xanh cam, xanh đề, muỗng nồi. Hôm nay mình quay để anh em xem, anh em tham khảo ha. Đây là bộ thắng dầu nè, dây dầu của Sonic nha anh em. Này mình bỏ qua một bên đi. Này để chạy trẻ chạy. Đây là củ đề. Củ đề này của Supreme nha anh em, còn rất là mới. Mới ken luôn á, chưa vệ sinh nè. Mấy con dây báo số nè. Nắp sinh cam nè. Nhông đề. Bộ máng nồi, rồi, nói chung là ốc nồi đó còn mới dặn lần đầu nè, cạnh còn đẹp. Còn cái này là cam anh em, cam cò ắt củ quê Thái 110, còn hai bộ đó. Đây là vò đạp, cốt máy đều có hết nha anh em, cốt gấp, muỗng gần vô số. Nói chung là anh em cần xài gì thì inbox em nha anh em. Còn cái này là quà tặng nha anh em, tại vì hôm nay em soạn ra mấy cái này nè, em không xài nữa, chẳng hạn anh em mà mua cái gì á, cái em tặng anh em thích xài gì á, tặng chơi gì đó. Đây là đồ đang xài trên xe, đang xài mở ra không nha anh em. Đó, ba linh tinh nè. Thì anh em mình chơi xe chắc cũng phải có cần xài mấy cái này. Rồi là giờ em ra ngoài kho em quay sơ cái anh em xem ha. Đây còn cái máy phu chờ nha anh em. Máy phu chờ, máy này đang nổ bao anh em im. Đầu rồi còn đẹp, chưa vệ sinh nha anh em, mới rớt luôn nè. Như hình, em bán như hình nè, em quay như hình vậy nè. Đó. Rồi anh em vô Zalo kết bạn Zalo với em thì em sẽ báo giá cục máy này anh em ha. Rẻ nha anh em, cục máy là máy đồng mà anh em ha. Máy là bao im nha, 110, anh em nào chơi 110 mình là rớt cục này về đi cho nó nhẹ tiền nè, mà mạnh nữa, 110 mà anh em. Thì mấy cái vò đạp 2 tầng nữa mình bán 300 đó, hôm qua mình cũng đã quay rồi. Còn giữ những cái nắp nồi và ba lốc này nè, mình bán một bộ gì là 550 nha anh em. Từ phu chờ có, quay Thái có, quay A có. Còn những cái chẳng hạn như mấy cái nóc sơn zin này nè, thì nó hơi mắc hơn xíu, còn đẹp nè anh em, về anh em chỉ đi thôi nè. Đó, nước sơn còn đẹp ha. Quay Thái 110 có, quay Alpha đời 201 có. Nói chung nó lộn xộn, mấy cái nắp này thì anh em đừng quan trọng cái nào cũng của Thái hết. Quay Alpha đời 201 của Thái anh em, đầu AT đó. Nó như nhau à. Hả? Nha, 550 bộ nha anh em. Còn đây bình xăng nhiều lắm, bình xăng còn quá trời. Đây gặp cô của Supreme nè anh em. Đây mình soạn ra để lên anh em, phục này còn nhúng nhảy đàng hoàng nha anh em. Chứ không phải phục hư nha, anh em coi kỹ nè. Đó, cặp này mình để anh em lại 250. Nha anh em, đúng hàng Supreme, tụi nó hoài tụi nó bán cũng 600-700 á. Nhưng nhà zin theo xe nha. Hàng đúng đời đầu anh em. Cái này chắc đời 201, 202 gì nè. Rồi để qua một bên đi ha. Này cũng còn mấy cần số nè. Anh em xài bán rẻ là anh em thôi. Ở đây mình còn một cục máy. Dên lóc giữa chưa mở luôn, cái dên chưa mở ra khỏi lóc luôn nè, mới mở lần đầu luôn. 100 nha anh em. Anh em nào xài mình để rẻ lại cho. Không có mắc đâu. Cái lóc nè. Bộ đầu nè, này của Echa nha anh em, bữa mình có review nè. Bộ đầu Echa nè. À, đầu là bê tông là về gắn vô đi thôi. Nha anh em. Còn bộ nồi này nè. Anh em bố còn đẹp nè, để mình mở quay cho anh em coi nè. Đó, bố nè. Còn dày nha anh em. Cái chuồng này chưa bị khuyết nè, chuồng này mình mới thay nè, người ta chứ lộn với mình. Ta mới thay chưa bị khuyết, còn sáng dớ luôn nè anh em. Còn đẹp.
Bộ nồi này mình để anh em rẻ là 400.000, anh em về anh em gắn xe Trung Quốc đi, còn rẻ hơn Trung Quốc đi nó còn ngon ha anh em ha. Đó, bộ nồi 400, bộ đầu 500. Đó anh em nào chơi. Bình thì anh em mình soạn được ra được mấy cái bình kim thái nè, bữa ai ký kim thái. Mình bán bỏ anh em về tự vệ sinh nha. Bình như hình vậy nè, nguyên viên trên xe rớt chích trong kho mình rớt xuống nè. Chưa vệ sinh. Mình mà vệ sinh rồi á mấy cái bình này mình bán hả 600-700 không đó anh em, nhưng chưa vệ sinh như bình vậy nè, như hình vậy nè. Đó, tôi bán anh em 300.000 một bình. 300 anh em về tự vệ sinh. Đó, bình này đẹp nè. 300.000 một bình. Còn như giới hạn như trong kho nè, đó bình phu chờ nè. Đó, đề cao nè. Mình bán 700.000 một bình, anh em về tự vệ sinh. Nha, mấy cái đó bình đó mình vệ sinh một cái là giá nó khác nha anh em. Đó, còn đóng bình luôn. Đó, cặp thuộc. Rồi anh em nào xài gì alo cho mình nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Mình xin kết thúc video tại đây nha.